人潮来国际离合山追人风天人去向15零碎的追忆压于心上。Có lý nào như vậy? Rõ ràng mở ra dân tới miệng mày mà còn bị người ta cướp. Tôi chết đi được. Phùng tiên sinh à, tôi thấy nên tìm bớt lo chuyện bao đồng đi. Bộ tôi chưa đủ mất mặt sao? Xin lỗi Phùng tiên sinh, tôi thật sự không ngờ Du Trấn Hải đã lợi dụng tôi với pháp để bày mưu. Nếu không thì... Bỏ đi, bỏ đi. Chuyện này không liên quan tới cậu. Hai người ra ngoài trước đi. Phụ tiên sinh, chúng ta cứ để cho tên họ Du đó yên ổn một thời gian, sớm muộn gì cũng lấy được Tiên Lạc Đô thôi. Tôi thừa nhận lần này tôi đã đi sai một nước cờ, nhưng tôi thấy rất kỳ lạ. Văn Cường là một người rất thông minh, sao trước đó cậu ta không nghĩ đến điểm này? Ý Phụ tiên sinh ta nghi ngờ bọn người Hứa tiên sinh, bọn họ đâu nhất thiết phải làm như vậy. Tôi cũng chưa chắc chắn. Nhưng phòng ngừa người khác cũng không thừa đâu. Sau này phải cẩn thận hơn mới được. Dạ biết Phụ tiên sinh. Tôi thấy số bia sắp hết rồi. Anh đến nhà kho lấy thêm vài tái. Được, tôi đi lấy liền. Ông chủ Du, sao cậu uống rượu một mình buồn vậy? Có rảnh không? Cậu uống với tôi đi. Cũng được. Mấy kia? Có ngay. Chắc là ông đang nghĩ tới Cố tiểu thư nên không được vui phải không? Người ta nói phụ nữ được tạo ra từ nước, nhưng tôi thấy các cô được tạo ra từ sắc. Cho dù là nước cũng được, sắc cũng được, nhưng cuối cùng nhất định cũng sẽ hiểu ra sự thật. Ông có từng nghe câu nói kim thành sở chí, kim thạch chi khai? Cô nghĩ có thể không? Ông vẫn chưa kiên trì đến cùng thì sao biết là không thể. Thanh Hoa, rốt cuộc anh muốn sao đây? Em cho anh chút thời gian. Tôi không có thời gian. 2 phút thôi cũng được, chỉ cần 2 phút thôi. 2 phút trôi qua rất nhanh. Anh có chuyện gì cần nói thì nói nhanh đi. Thanh Hoa, em muốn anh làm sao mới chịu tha thứ cho anh? Anh nói nghe mắc cười quá. Dựa vào anh Du Trấn Hải nên nói là ông chủ Du mới đúng chứ. Địa vị và danh tiếng của anh ở Thượng Hải bây giờ, tôi còn có tư cách giận anh sao? Thanh Hoa, anh nói nghiêm túc đó. Em muốn anh làm sao? Em cứ việc nói ra. Tôi có thể muốn anh làm sao? Ngay cả Phùng Kính Nghiêu còn thua anh. Từ nay về sau, ở Thượng Hải anh lại kẻ giàu sang phú quý, lên như diều gặp gió, càng lên càng nhanh. Cái gì giàu sang phú quý lên như diều gặp gió chứ? Đối với anh nó không là gì hết. Anh chỉ quan tâm mình em thôi. Nghe lời anh nói rất là cảm động, nhưng tôi không phải là Cố Thanh Hoa của năm 18 tuổi. Anh Hoa, anh không phải nói đùa đâu. Anh nói thật lòng mà. Vậy anh có thể từ bỏ Tiên Lạc Đô không? Có thể. Chỉ cần em đồng ý ở bên cạnh anh, cái gì anh cũng có thể từ bỏ. Em muốn đi tới đâu anh đi tới đó. Chúng ta đừng gọi Thượng Hải, đi từ cuộc sống mới có được không? Tôi xin lỗi, tôi phải đi. 2 phút đã hết. Thanh Hoa, em suy nghĩ lại đi. Anh chờ câu trả lời của em mà. Thanh Hoa. Nè, sau khi Du Trấn Hải gặp lại em đã tìm mọi cách bày tỏ với em, ổng vì muốn được ở bên em.
Em nghĩ coi, với thân phận tài sản địa vị của ông bây giờ, muốn tìm một người phụ nữ thì quá dễ, tại sao ông cứ muốn tìm em? Nè Thanh Hoa, đàn ông chung tình hiếm có lắm. Em nên nắm chắc cơ hội này, lỡ sau này hối hận cũng không kịp đâu. Chị họ, em muốn uống canh. Chị sẽ hầm canh cho em uống, nhưng em phải suy nghĩ những lời chị vừa nói với em. Hôm nay tôi gọi mọi người tới đây là có hai chuyện muốn nói với mọi người. Chuyện thứ nhất là tôi sẽ rời khỏi Thượng Hải. Trong một thời gian ngắn, không dự định quay về. Vậy còn Thiên Lạc Đô thì làm sao? Đây chính là chuyện thứ hai tôi cần nói. Tôi sẽ giao Thiên Lạc Đô cho Thiên Hữu quản lý. Chú Hải à, chú thật sự muốn giao cho con? Thiên Hữu, Thiên Lạc Đô là tâm huyết của cha con, sớm muộn gì cũng giao lại cho con. Nhưng vì tính cách của con rất dễ manh động, sau này phải nghe lời của Henry để quản lý Thiên Lạc Đô cho tốt. Vậy chú mới yên tâm mà đi. Chú yên tâm đi, chú Hải, con nhất định làm được mà. Ừ, con ra ngoài trước đi, chú có chuyện muốn nói với mọi người. Ừ. Ây da! Thiệt ngại quá. Cậu làm gì vậy? Cây viết này là của cậu. Đúng vậy, trả cho tôi đi. Cô Bảy à? Ông chủ Du, ông có thể uống với tôi vài ly không? Một ly rượu trắng. Có ngay. Tôi nghĩ kể từ hôm nay sẽ không còn cơ hội cùng ông uống rượu. Cô biết rồi hả? Là Tôn tiên sinh nói tôi biết. Khi nào thì ông rời khỏi Thượng Hải? Có phải ông đi cùng Cố tiểu thư? Tôi cũng chưa biết nữa. Nhưng cô nói nếu tôi từ bỏ Thiên Lạc Đô, cô sẽ cùng tôi rời khỏi Thượng Hải. Có phải ông không cần giang sơn mà cần mỹ nhân? Hèn gì Cố tiểu thư hồi tâm chuyển ý. Cũng nhờ cô nói mà cô nói với tôi. Mong là có thể kim thành sở chí, kim thành di khai. Tôi cầu chúc cho ông và Cố tiểu thư được mãi mãi hạnh phúc vui vẻ. Cảm ơn. À, tôi cũng nói với cô nữa, tôi có chuyện phải làm. Hy vọng sau này có cơ hội cùng cô uống tiếp. Ừ. Là gần đây chúng ta làm chuyện gì thì Phùng tiên sinh cũng đều không hài lòng không? Vì sao? Nhất định là về chuyện Thiên Lạc Đô. Nhưng thật ra chuyện này không thể trách chúng ta. Chúng ta cũng không ngờ Du Trấn Hải khiến lãnh sự Pháp thay đổi tô giới. Nè, lái xe kiểu gì vậy? Tôi hỏi mấy người đi kiểu gì mới đúng đó. Thấy xe của ông chủ Lạc chúng tôi còn không biết tránh đường nữa hả? Ông chủ Lạc? Ai là ông chủ Lạc? Không lẽ không ai nói cho hai người biết Du Trấn Hải đã quyết định rời khỏi Thượng Hải? Sau này Thiên Lạc Đô sẽ do tôi quản lý. Hai người nên thông minh một chút, đặc biệt là anh đó, Hứa Gia Cường. Nè, xuống xe. Lực nè, lực. Đứng lại, đứng lại. Sao anh lôi em lại, để em dạy cho nó một bài học. Tôi bỏ đi. Được, anh nói bỏ thì bỏ, nhưng nó lấy xe đụng trúng em. Nếu thù này không trả thì em không phải là Đinh Lực. Thiên Hữu à, làm người đừng có khoe tài cán, nếu không sẽ gặp nhiều rắc rối phiền phức. Ông chủ Vũ, anh Hữu, để tôi gọi xe tới. Xe dừng xa lắm hả? Dạ không phải, ở con đường phía trước thôi. Vậy tới đó đi. Nè, chị nhớ là em từng nói với ông chủ Du, em nói nếu ông chịu từ bỏ Thiên Lạc Đô thì em sẽ cùng ông rời khỏi Thượng Hải. Vậy rốt cuộc là em muốn sao đây? Em chỉ thuận miệng nói ra thôi. Nè, em đừng có miệng nói một đàng nghĩ một nẻo nha. Em mà bỏ lỡ Du Trấn Hải, cả đời này em sẽ không tìm được người đàn ông tốt như vậy đâu. Trời ơi, chuyện gì vậy? Vậy trời ơi, xảy ra chuyện gì vậy? Trời, cái xe nó nát bét luôn. Trời ơi, xe mình trái vậy, cái thành trò luôn đó. Trời ơi, thê thảm gì đó.
Thanh Hoa, thì ra xe của ông Vũ Du bị nổ bom. Đừng nói là người à. Đúng rồi. Ôi con đi mà trông cho luôn á. Đó thì quá. A Toàn bị chảy máu rất nhiều. Đưa tới bệnh viện ngay đi. Ông Vũ Du, tôi không sao. Chờ cái gì nữa, tới bệnh viện đi. Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, làm việc gì cũng đừng manh động. Cũng may tài xế đó bị thương nhẹ thôi. Nếu như tao bị mất bạn, anh hỏi em phải anh làm Văn sao? Anh Văn à, em không dự định giết người. Em chỉ muốn lên mặt với Lạc Thiên Hữu để nó đừng tác qua tác quái nữa thôi. Còn tên tài xế kia vô quá ngốc, đâu phải lỗi của em. Chứ gì mà em muốn đối phó với Lạc Thiên Hữu? Chỉ cần Du Trấn Hải rời khỏi Thượng Hải, em nghĩ tên họ Lạc đó có giữ được tên Lạc đâu không? Anh nghĩ Du Trấn Hải sẽ đi sao? Với tình hình trước mắt ở Thượng Hải, em không tin là ông ta sẽ đi. Mỗi người có chí riêng, có nói trước được. Anh đợi một chút nha. Được. Anh tìm tôi có chuyện gì sao? Anh đã giao tiền Lạc Đô cho Thiên Hữu rồi. Với xe lửa này ngày mai tới Bắc Bình. Anh sẽ chờ em ở ga xe lửa. Anh Hữu, anh vào xe em đi. Chúc mừng nha. Ngày mai ông chủ Du sẽ rời khỏi Thượng Hải. Cái tiền Lạc Đô này chính là của anh đó. Cậu nói gì vậy? Tiền Lạc Đô này giống thuộc về tôi. Nhìn thấy cổ là thấy ghét rồi. Thì dễ thôi mà. Là cô ta biến mất trước mặt anh là được rồi. Ngày mai đuổi việc cô ta đi. Thượng Hải này nhỏ lắm, đủ cô ta rồi, tới chỗ khác gặp lại thì sao? Anh đừng nghĩ nhiều, cứ yên tâm, cứ giao cho em. Anh Hữu. Sao rồi? Giải quyết rồi. Nhỏ tiếng chút đi. Qua đây. Xỉu đẹp nó chưa? Dạ chưa. Đánh nó cất xỉu. Bỏ nó vào thùng xe thôi. Trời sắp sáng rồi. Lát nữa tôi còn phải đưa chú Hải ra ga xe lửa. Tối đến rồi tính. Không được đâu. Không kịp đâu. Nó tin lại thì phiền phức lắm. Vậy phải làm sao? Anh Hữu,
ông chủ Du sắp đi rồi, chỗ này sớm muộn gì cũng là của anh. Nhưng mà giữ Tô Thất Xảo lại sẽ phiền phức đó. Tôi biết, nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách. À, có rồi, liền xuống biển đi. Được đó, liền xuống biển. Được. Thanh Hoa, tuy năm đó Du Trấn Hải thất hẹn với em, nhưng cũng đã qua rồi. Em vẫn còn trẻ, nửa đời còn lại vẫn phải sống mà. Không cho ổng cơ hội thì cũng cho mình cơ hội chứ. Không lẽ em cứ muốn sống như vậy suốt nửa đời còn lại à? Nè, hành lý đã chuẩn bị xong rồi, vé tàu thì cũng ở đây. Đi hay không thì tự em quyết định đi. Bảo trọng nha chị Hồng. Em cũng phải tự bảo trọng, có biết không? Ừ. Không biết Tiên Hữu đi đâu rồi. Henry, cậu phải nhớ, dù thế nào đi nữa cũng phải canh chừng Tiên Hữu giùm tôi. Sau khi tôi ổn định sẽ lập tức liên lạc với cậu. Dạ rõ. Ông Chu Chu, ông Chu Chu à, cô Bảy xảy ra chuyện rồi. Hả? Có chuyện gì? Tôi nghe là thiếu gia bằng bạc với A Cẩm nói sẽ liền cô Bảy xuống biển đó. Hả? Tính ra chú Hải, gặp phải chú đã tới ga xe lửa rồi. Đừng sao quấn cái bao gì vậy? Cô Bảy, cô Bảy, cô Bảy, đừng gọi tới bệnh viện đi. Dạ được. Bộ Tiên Hữu bỏ chạy kìa. Cứu người trước. Dạ. Cổ tỉnh lại rồi, mọi người có thể vào thăm đó. Được, cảm ơn. À, ông chủ Du. Cô Bảy. Tôn tiên sinh, mọi người tới rồi à? Cô thấy trong người sao rồi? Đầu tôi đau quá. Tôi nghĩ hoài cũng không nhớ ra sao tôi lại ở đây. Cô nằm nghỉ trước đi, rồi từ từ tôi nói với cô. Ừ. Henry, tôi phải tới ga xe lửa gấp. Ông chủ Du à, xe lửa đã chạy rồi. Có thể cô còn đợi tôi. Thanh Hoa, sao em lại quay về? Thanh Hoa, Thanh Hoa, chẳng phải em đã nghĩ thông rồi sao? Hả? Em không có tới ga xe lửa để gặp ông chủ Du sao? Thanh Hoa, em sao vậy? Em đừng làm chị sợ nha. Alo. Chị Tiền à, Thanh Hoa có ở nhà không? Ông chủ Du, Thanh Hoa vừa về tới nhà, nhưng tôi thấy nó không được vui. Hai người không đi tàu tới Bắc Bình sao? Đã xảy ra chuyện gì? Ừ, là lỗi của tôi có việc tới trễ. Chị nói với cổ, tôi sẽ tới chỗ của cổ, giải thích với cổ. Rốt cuộc chuyện gì mà quan trọng vậy? Chuyện gì mà quan trọng hơn cả Thanh Hoa chứ? Vì một người bạn của tôi nguy hiểm tính mạng. Là bạn trai hay bạn gái? Bỏ mặc Thanh Hoa không quan tâm, chắc chắn là bạn gái rồi. Đúng vậy. Du Trấn Hải, tôi nhìn lầm người rồi. Uổng công tôi giúp ông nhiều như vậy. Đừng nói là Thanh Hoa tha thứ cho ông, ngay cả tôi cũng không tha thứ được.
Tất tại mày hết đưa ra cách này. Chú Hải quay lại rồi, bây giờ tao phải làm sao đây? Yên tâm Đinh Hữu, nó không chừng ông chủ Du đã lên tàu rời khỏi Thượng Hải rồi. Không thể nào đâu. Ông yêu cô cố như vậy chắc chắn đã đi rồi. Yên tâm đi. Hơn nữa bây giờ Tiên Lạc Đô đã là của anh rồi, đúng không? Đến lúc đó anh muốn nhổ cái gai nào trong mắt của anh mà không được chứ. Ngồi đi. Nghe. Chú Hải. Đồ xuất sinh. Mày đã hại Tô Sơn ngủ, nó là nhất thời lỡ tay. Giờ đã sai lại sai, cả cô Bảy cũng không bỏ qua sao? Chú hiểu lầm rồi, nghe con nói mày đi. Đừng có nói nữa. Tóm lại mày nghe tao nói đi. Tao không muốn xảy ra bất cứ chuyện gì nữa. Tạm thời tao sẽ ở lại Thượng Hải canh chừng mày. Mày đừng hòng động tới cô Bảy nữa. Nè Lai Hỷ, anh đợi em lâu lắm rồi. Tôi không đợi lâu lắm rồi. Anh là đồ khốn, đồ rác rưởi. Sao lại đánh tôi? Đừng đánh. Đừng đánh mà. Thanh Hoa, chúng ta trách làm người tốt rồi. Phùng tiên sinh. Cái gì trách làm người tốt? Không có gì. Vừa rồi tôi đi chợ định mua nửa ký chanh, tôi cứ tưởng anh ta cân thiếu tôi nửa lạng. Sau đó tôi tự đi cân lại, thì ra tôi đã nhìn lầm. Thanh Hoa, em ngủ vậy rồi hả? Kính Nghiêu. Ê, hôm nay sắc mặt của em không được tốt lắm. Tối nay phải tô thêm son nữa mới được. Là như vậy, tối nay Tổng Thương Hội ở Thượng Hải tổ chức dạ tiệc, anh muốn em cùng đi. Ông chủ Du, ông Bia, Phùng tiên sinh, cô tiểu thư. Ông chủ Mã bên kia, chúng ta qua đó chào hỏi đi. Cũng được, xin phép một chút, thiệt ngại quá. Xin chào Phùng tiên sinh. Xin chào Mã tiên sinh. Thanh Hoa, Thanh Hoa, chuyện hôm qua em hãy nghe anh nói. Những gì ông chủ Du nói tôi không có hứng thú nghe. Thanh Hoa, thực sự là hôm qua ý cố tiểu thư cô ở đây hả? Còn có ông chủ Du nữa. Tôi không quấy rầy hai người chứ? Không có, tôi với ông chủ Du chỉ nói xã giao vài câu thôi. Chào cố tiểu thư, sợi dây chuyền của cô đẹp quá. Cảm ơn. Đúng là đẹp thiệt. Trần phu nhân đúng là có mắt nhìn. Ông chủ Trần, ông chủ Du, đúng vậy, sợi dây chuyền này á là tác phẩm của một nhà thiết kế danh tiếng của Pháp. Sợi dây này được đeo bởi cố tiểu thư đúng thật là cao quý. Cảm ơn. Mới được chuyển từ Pháp tới, cả Thượng Hải chỉ có một sợi thôi. Thanh Hoa, anh có chuyện muốn tuyên bố, em qua đây đi. Các vị, các vị, mời qua đây, mời qua đây. Tôi có một tin quan trọng cần tuyên bố cùng với mọi người. Tôi dự định vào tháng sau sẽ cùng Thanh Hoa tổ chức hôn lễ. Chúc mừng nha, chúc mừng, chúc mừng. Cảm ơn, cảm ơn mọi người. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn. Chúc mừng ông nha. Cảm ơn. Ông chủ Du, hình như ông chưa chúc cho chúng tôi. Cảm ơn. Thanh Hoa, chúng ta cùng khiêu vũ có được không? Nào. Em thật sự muốn lấy Phùng Kính Nghiêu. Thanh Hoa, em đã trách làm ông chủ Du rồi. Hôm đó Henry đã nói với chị, anh nói Lạc Thiên Hữu gây ra án mạng. Ông chủ Du vì muốn cứu người, cứu người xong chạy đến ga xe lửa nhưng không tìm thấy em. Anh ta lừa em một lần, có thể tha thứ. Lần này lại lừa dối em, là do anh ta tự chuốc lấy.
Không phải, không phải. Ông không có gạt em, không có gạt em. Em muốn chị nói sai mới tin chứ. Thanh Hoa, chị xin em đừng vì tức giận mà đồng ý lấy Phùng Kính Nghiêu. Em vốn đã là người của Phùng Kính Nghiêu, bây giờ em có được danh phận là điều đương nhiên thôi, đúng không? Thanh Hoa, chị đừng nói nữa, em không muốn nghe đâu. Điều là lỗi tại tôi. Nếu không phải vì tôi thì ông đã cùng Cố tiểu thư không xảy ra hiểu lầm. Ở đời muốn được việc phải dày công. Cứ tưởng là Cố tiểu thư đã hồi tâm chuyển ý, tưởng đâu trời sáng, nhưng bây giờ mây đen dày thêm, hiểu lầm càng sâu nặng thêm. Để biết sớm như vậy, tôi muốn cổ được tới trạm xe lửa. Nhưng mà cổ đã tới trạm xe lửa, điều đó cho thấy cổ vẫn còn yêu ông chủ. Chuyện này vẫn còn có thể cứu vãn được. Kết hôn là chuyện cả đời, Cố tiểu thư sao có thể vì nhất thời nóng giận mà hủy hoại hạnh phúc cả đời của mình được chứ. Đừng có ồn nữa, tôi muốn được yên tĩnh. Nhưng mà ông chủ Du. Ông chủ à, hả? Cho tôi tô mì lớn đi. À được. Cho thêm chai đủ nếp nữa. Có liền. Đây là mì xe đẩy ngon nhất Thượng Hải. Ông chủ Du với những tiên lạc đô dễ như trở bàn tay. Tôi thật sự tâm phục khẩu phục. Nhưng những thứ mà tôi muốn có được thì lại không thể có. Từ khi lọt ra khỏi lòng mẹ thì ông trời đã sắp đặt cho hết mọi thứ. Đôi lúc muốn là một người bình thường. Cả ly. Giống như những người đó, tam ngủ tri kỷ, vừa uống rượu vừa nói chuyện, vui vẻ thoải mái. Lâu rồi chúng ta chưa ngồi uống rượu với nhau hả? Nè, cạn một ly đi. Cạn ly. Không ngờ ông chủ Du lại thích uống rượu nét như vậy. Cha, con muốn giải xăm. Hả? Con muốn hỏi chuyện gì? Con không nói cha biết đâu. Em không sao chứ? Xin lỗi nha Du. Không sao. Tiên sinh à, cậu muốn xem tướng số hả? Tôi tặng cậu hai câu. Cậu đừng đi dội. Cậu giữa trán đầy đặn, hai bên trán phong nhuận. Tướng này nếu sinh vào thời cổ đại nhất định là phong lưu khoái tướng. Tôi đảm bảo trước khi cậu 30 tuổi chắc chắn trở thành hoàng đế ở Thượng Hải. Không ai bì được với cậu đâu, tin tôi đi. Lời của thầy tướng số, trước giờ tôi không hề tin. Giang hồ thuật sĩ nói nhiều như vậy chắc là muốn kiếm một ít tiền thôi. Tường à, thưởng tiền cho bác đó đi. Dạ. Trinh Trinh, chúng ta qua kia coi đi. Cảm ơn nghe. Những món hàng này đều rất đẹp, kỹ thuật tinh xảo. Phụ tiên sinh là khách quen của chúng tôi, lại là ngày đại hỷ của ổng, chúng tôi không thể đem hàng không tốt đến cho Cố tiểu thư chọn được. Chị họ, chị tiễn chủ Dương giùm em. Được rồi. Cố tiểu thư à, cô từ từ chọn đi. Chọn được món nào thì cho tôi biết, được không? Làm phiền ông chủ Dương. Không có gì. Rõ ràng là không yêu người ta, sao phải tự làm khổ mình như vậy? Ngày mai em muốn đi Sally Phi uống tóc, chị không cần đi với em. Em phải cân nhắc cho kỹ, bây giờ em hối hận vẫn còn kịp. Chị họ, Phùng tiên sinh mà nghe những lời này, ảnh sẽ không vui đâu. Em lấy hạnh phúc cả đời của mình để thỏa cơn tức, chị thấy không vui chút nào? Có thể lấy được một ông trùm Thượng Hải Phùng Kính Nghiêu, có cô gái nào dám nói em không hạnh phúc? Thanh Hoa, em đừng có như vậy mà. Em còn hai bộ đầm đang mai ở Liêu Tử, chị đi lấy giùm em.
Tô tiểu thư. Cô tiểu thư, tôi có thể vào trong ngồi được không? À, mời. Tô tiểu thư ngồi đi. Cô tiểu thư, tôi mới chắc chắn cô rất giận ông chủ Du. Cô đừng giận ông, muốn giận thì hãy giận tôi. Ông chủ Du không có gạt cô đâu. Hôm đó ông tới ga xe lửa, nên cô đừng có lấy Phùng Kính Nghiêu. Đây là chuyện của tôi. Không những là chuyện của cô mà cũng là chuyện của ông chủ Du. Ông vì cô mà ốm đi thấy rõ. Đó là chuyện của ông, tôi không quan tâm. Sao cô có thể có lòng dạ sắt đá như vậy? Ông chủ Du đã làm nhiều chuyện gì cô không nên lạnh lùng như vậy. Cô có biết ông chủ Du giờ như thế nào tôi không? Tôi không muốn biết gì hết. Tôi chỉ biết là cô mở miệng ra lúc nào cũng nhắc ông chủ Du. Hình như cô rất quan tâm tới ông. Tất nhiên rồi. Ngoài việc cô coi rẻ bản thân mình, còn coi rẻ người khác. Tôi thật sự không hiểu cô suy nghĩ thế nào. Có người một lòng một dạ yêu thương cô, nếu đổi là tôi thì tôi sẽ... Thì cô sẽ lấy ổng đúng không? Cô không được lái mọi chuyện sang tôi. Giờ người tôi nói là cô. Ông chủ Du đối với cô là thành tâm thành ý. Ổng không có lừa dối cô, ổng thật sự có tới ga xe lửa. Cô muốn trách thì trách tôi, đừng trách ổng. Đủ rồi. Trước hết, tôi không biết cô lấy thân phận gì tới nói chuyện với tôi. Hơn nữa, tôi chuẩn bị là phu nhân của Phùng Kính Nghiêm. Chuyện gì người đàn ông khác không hề liên quan đến tôi. Nhưng mà ổng vì cứu tôi nên đến ga xe lửa bị trễ. Bởi vì Lạc Thiên Hữu đó. Đủ rồi. Cô ra khỏi đây cho tôi. Cô tiểu thư. Đi đi. Cô đừng vậy mà. Nghe tôi nói. Cô đừng nổi giận. Tôi nói cô đừng giải thích. Đi đi. Cô tiểu thư. Cô tiểu thư. Đi mau. Cô tiểu thư. Đi đi. Cô tiểu thư. Cô tiểu thư, nghe tôi giải thích đi. Cô tiểu thư. Sau này anh sẽ cố gắng trân trọng. Em cho anh bù đắp đi. Bù đắp? Lúc tôi cần anh nhất thì anh ở đâu? Những gì tôi mất mãi mãi anh không thể nào bù đắp được. Chỉ cần em đồng ý ở bên anh, cái gì anh cũng có thể từ bỏ. Em muốn đi đâu anh theo đó. Chúng ta đừng có tương ngại cho cuộc sống riêng của mình. Đây là giấy tờ đi Bắc Bình này. Anh sẽ chờ em mới ra xem. Nhưng mà ổng vì cứu tôi nên đến chặn xe lửa bị trễ giờ. Cô đừng trách ổng, muốn trách thì trách tôi. Có lý nào như vậy? Tiêu đề của mấy bài báo này toàn là nói về chuyện của Tiên Lạc Đô. Còn tính về Phùng Kính Nghiêu kết hôn thì tìm đỏ mắt cũng không thấy. Dù Trấn Hải, cái gì cũng muốn đấu với anh, cái gì cũng muốn tranh với anh. Anh ta luôn là cái u nhọt trong lòng anh. Vậy anh không cần phải để anh ta sống ở trên đời để phiền phức. Hả? Vậy em nghĩ anh nên làm sao đây? Nếu như anh ta chết, chẳng phải không còn phiền phức gì sao? Ông chủ Du, cô chưa về sao? Ông chủ Du, có chuyện gì cần tôi giúp không? Cô giúp không được đâu. Tôi biết. Cô đi về đi. Tin tốt lành, tin tốt lành. À, ông chủ Du, anh nói tôi đi tìm Bác Lâm người đã từng cứu anh. Thì ra ông ấy không phải ở Cáp Dĩ Tân mà ông đã tới Quảng Châu. Tôi đã cho người đón ông tới Thượng Hải rồi. Thật sự đã tìm được nhân chứng trước kia rồi sao? Đúng vậy, thì ra ông ấy đã tới Quảng Châu. Cũng may đọc được thông báo tìm người của tụi anh. Vậy sao? Đúng là ông trời không phụ lòng người. À, ông ấy sắp tới Thượng Hải rồi. Em đừng quên nhắc nhở Thanh Hoa, khuyên cổ tuyệt đối đừng lấy phụ kính yêu. Được được.
Trước giờ cậu luôn là trợ thủ đắc lực của tôi. Bây giờ có một việc, chỉ có cậu mới giúp được tôi. Phụ tiên sinh, ông có việc sai bảo. Cậu giúp tôi giết Du Trấn Hải. Phụ tiên sinh, có phải vì cậu chơi với Du Trấn Hải đã lâu nên không nở ra tay? Đột ngột quá, tôi chưa thể chấp nhận. Nhưng tôi biết Du Trấn Hải ở lại Thượng Hải không phải vì xưng danh xưng bá. Nếu tôi thuyết phục ông đi khỏi, thì Phụ tiên sinh có phải sẽ thu lại mệnh lệnh không? Nếu ông ta không chịu đi, cho tôi thời gian 3 ngày. Về chuyện này tôi giao cho cậu đó. Cảm ơn Phụ tiên sinh. Tôi ra ngoài. Phụ tiên sinh, cậu có biết vì sao tôi muốn giết Du Trấn Hải không? Là vì Cố tiểu thư. Trước giờ phụ nữ không hề ảnh hưởng gì đến quyết định của tôi. Tôi muốn Du Trấn Hải biết, muốn đấu với Phùng Kính Nghiêu này nhất định không có kết cục tốt. Nếu Du Trấn Hải chịu đi thì sao? Nó sẽ không có cơ hội này đâu. Gọi Đinh Lực tới gặp tôi. Dạ, phụ tiên sinh. Chủ nhật tuần sau, cha và dì Hoa sẽ tổ chức hôn lễ rồi. Đám cưới nhất định sẽ có rất nhiều việc. Ngoài việc chọn áo cưới, đi làm tóc, tiếp đó còn chọn ngày, in thiệp mời, còn phải đăng báo. Nhưng mà áo cưới của dì Hoa thật sự rất đẹp. Anh Giang à, sau này nếu chúng ta kết hôn, con sẽ tổ chức ở giáo đường. Em rất muốn được mặc áo cưới. Có được không anh Giang? Anh Giang, rốt cuộc là anh có nghe em nói gì không? Em nói áo cưới của Cố tiểu thư rất đẹp. Hôm nay anh bị làm sao vậy? Cả ngày hôm nay anh để hồn vía ở đâu á? Đâu có. Mấy ngày nay em bận giúp cha của em chuẩn bị hôn lễ, có mệt không? Không mệt, tinh thần rất tốt. Kết hôn chẳng phải là việc đáng vui mừng sao? Hình như mỗi người đang giấu giếm tâm sự gì đó. Cha và dì Hoa thì như vậy, bây giờ ngay cả anh cũng như vậy. Có phải là có chuyện gì không? Sao anh không nói cho em biết? Trình Trình à, có một số chuyện không biết thì tốt hơn. Thanh Hoa, tối nay lúc 8 giờ em có thể sẽ được như ý nguyện. Em chờ tin tốt lành của anh đi. Anh thật sự... Chú còn đợi một chút, tôi mời ông chủ Du xuống. Được. À, thiếu gia. À, cậu Cát bay quá, để tôi giới thiệu. À, nè, vị này là bác Lâm, là đại ân nhân của ông chủ Du. Dạ. Năm đó ông chủ Du bị người ta quăng lên tàu chở đi đến Cáp Dĩ Tần, xém chút bị mất mạng. À, trời, ân công, ân công. Đâu có gì, chuyện nhỏ thôi mà. Mời ngồi, mời ngồi. À, phải rồi, ông chủ Du. Đúng đó, mau gọi ông ấy xuống, chúng ta cùng đi tìm Thanh Hoa, nói mọi chuyện cho rõ ràng đi. Ông ra ngoài rồi. Anh đi đâu? À, Hứa Văn Cường đã hẹn với ổng. Thanh Hoa. Cố tiểu thư. Cố tiểu thư. Em có ông ấy không? Ông ấy là đồng hương của em đó.
Tôi là Lâm Vĩnh Côn. Tôi sống ở căn nhà thứ hai ở đầu hẻm đó. Sau đó tôi tới cục đường sắt làm việc. Còn lên được chức xa trưởng ở cục đường sắt, lúc đó có phải ông chủ Du bội tính bội nghĩa và thất hẹn hay không thì bác Lâm này là người hiểu rõ nhất. Tháng 12 năm đó, vào mùa khô hạn ở Hoa Bắc, tôi đang ở trong kho hàng đến cáp Vĩ Tân. Tôi đã gặp Du Trấn Hải, lúc đó cậu ta bị thương khắp người, đã 3 ngày 3 đêm không có gì bỏ vào bụng và sắp tắt thở. Đến lúc cậu ta mê mê tỉnh tỉnh vẫn liên tục gọi tên của cô. Thành quá, thành quá. Cô tiểu thơ, chắc cô hiểu hết rồi chứ? Trấn Hải, ông đã giúp sư phụ của mình lấy lại được liên lạc đó. Những gì muốn làm ông đã làm xong. Hãy rời khỏi Thượng Hải đi. Những lời cậu nói là cậu nói thay cho Phùng Kính Nghiêu, hay đó là ý của cậu? Tôi lấy thân phận của một người bạn nói với ông. Phùng Kính Nghiêu muốn đối phó với ông. Thiên Hữu vẫn chưa có khả năng quản lý Tiên Lạc đâu. Nếu như tôi rời khỏi Thượng Hải, Phùng Kính Nghiêu nhất định lấy mạng của nó. Ông không cần phải lo nghĩ cho người khác. Tôi nhắc lại lần nữa, hãy đi khỏi Thượng Hải, nếu không thì ông sẽ hối hận. Nhanh lên, chạy nhanh lên. Nhanh lên đi. Nhanh lên, làm ơn nhanh lên. Nhanh lên đi.我这么一般，我怎可稀罕，令你会欢喜，配你不起，在某班可观，我怎可高攀，做你的一半，无论是夜深，还是烈日里。 常独自念你，思想你，直到疲累。无论望日出，还是望雨声，连梦里都奢想得你的允许，陪你不起。